một cái cuộc trò chuyện khá thú vị với một người đàn ông khá quyền lực. Thì hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với Trần Tuấn Anh. Tuấn Anh là CEO của một công ty mà Linh đảm bảo tất cả chúng ta đều nghe biết tới. Đó là công ty bán hàng online Shopee. Hello Tuấn Anh. Chúng ta bắt đầu với một chút về lịch sử của Tuấn Anh ha. Tuấn Anh hãy mô tả một chút về lý lịch trong sự nghiệp và trong cá nhân của mình. Thực ra là mình sinh ra là ở Đà Lạt, mình là người gốc Đà Lạt. Có thể có một chút xíu máu lãng mạn hay giờ trời mưa gì đó. Và sau đó thì đi gia đình qua Mỹ vào năm khoảng 10 tuổi, đi học và lớn lên cũng như đi làm ở Mỹ. Sau đó thì về Việt Nam khoảng năm 2009 tới 2011 lần đầu. Hồi đó có làm việc chung với chị Linh ở Vinacap khoảng 2 năm. Sau đó đi về lại Mỹ học MBA. Học MBA cũng ở Wharton giống chị Linh luôn. Sau đó quyết định trở lại Việt Nam. Ở Mỹ thì hồi đó mình làm về nghiên cứu đầu tư. Sau đó về Việt Nam thì làm đầu tư mạo hiểm. Rồi sau đó là một thành viên đầu tiên của BCG, là công ty tư vấn ở Đông Nam Á. Dành thời gian làm việc ở Indonesia, ở Singapore, ở Malaysia, trước ở Việt Nam. Sau đó thì khoảng 2016 thì vào với Shopee, là một trong hai người khởi đầu cái business đó tại Việt Nam. Ok, wow, lịch sử khá đa dạng. Và Linh thấy rất là thú vị là trong những năm qua, bởi vì khi mà Tuấn Anh nhập vào Shopee thì thấy là trong những năm qua Shopee có sự phát triển khá vượt bậc. Và với tư cách là giám đốc điều hành của Shopee thì Tuấn Anh có thể chia sẻ một vài cái thử thách mà mình đã phải trải qua, bởi vì Shopee công ty đã phát triển khá nhanh, và có thể chia sẻ một vài cái lời khuyên để cho chúng ta hiểu biết cách để cho mình có thể giải quyết những cái vấn đề này nếu mình gặp trong sự nghiệp. Thực ra cái thử thách của một doanh nghiệp thì nó tùy thuộc vào cái giai đoạn. Thì giai đoạn đầu khoảng 1-2 năm đầu thì là bắt được con số 0, tức là hồi đó mọi người không có văn phòng riêng, mọi người ngồi chung văn phòng ở một cái đơn vị khác, mình ăn trưa thì phải đợi mọi người ăn xong mình mới được ăn, kiểu thế. Thế là đúng nghĩa của startup. Lúc đó là bao nhiêu người? Lúc vào là khoảng 30 người. 30 người là thời điểm ban đầu. Thì hồi đó em biết được tới từng bạn trong các số khách hàng cơ, CS rồi mình phỏng vấn. Rồi hồi đó là tự tay quản lý một số ngành hàng. Hồi đó là quản lý hình ngành hàng mỹ phẩm, rồi ngành hàng thời trang nữ. Thì hai cái đó mình không biết gì và hiện tại vẫn không biết gì. Nhưng mà hồi đó có một ít về những cái ngành hàng như vậy. Thì hồi đó là có rất là nhiều việc và đội ngũ cũng đang xây dựng thôi. Thì mình phải tuyển người, mình phải xây dựng cái cách làm việc trong công ty, mình xây dựng quy trình. Thì nó là khoảng thời gian xây dựng. Và đương nhiên là phải chứng minh được với thị trường là cái mình đang làm nó là một cái gì đó mọi người có thể cần. Rồi thời gian qua đi thì những cái thử thách đó càng ngày càng lớn hơn. Thì bây giờ đội ngũ của Shopee thì trong năm ngoài Bắc cộng lại cũng vài ngàn người. Rồi chưa kể đến cho Linh hỏi chi tiết tí ha. Vậy mình trở lại một tí là từ 30 người lên tới khoảng tầm 500 người đi. Là khoảng tầm bao lâu, bao nhiêu thời gian? Em nhớ là khoảng năm đầu đến năm thứ hai là nó gấp đôi. Nếu mà tính về nhân sự thì bình thường mỗi năm nó khoảng gấp đôi hơn. Tức là nó cũng một vài. Thì nếu mà tính như vậy thì năm đầu đến năm thứ đến khoảng 500 người là khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm, cỡ đó. Vậy sau đó trong một năm nếu mình gấp đôi lên là phải tuyển 500 người trong một năm. Thì đúng rồi. Thì cái cách mình vận hành và cái cách mình tuyển dụng, tức là tất cả các thứ nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Thì hồi xưa như em chia sẻ đó là em sẽ chịu trách nhiệm một cùng lúc là nhiều thứ. Và ví dụ như chịu trách nhiệm về ngành hàng mỹ phẩm chẳng hạn. Thì bây giờ thì đương nhiên là có một bộ máy và có một đội ngũ, các bạn sẽ tập trung nhiều hơn. Tức là một những cái đầu công việc hồi xưa mình trực tiếp làm thì bây giờ mình ít trực tiếp làm nhiều hơn, nhưng mà mình tin tưởng cho các bạn để các bạn có thể làm. Tại vì cái tầm của doanh nghiệp nó hơi khác. Tức là có số lượng đơn hàng, số lượng nhân sự, số lượng khách hàng, số lượng đối tác, tất cả mọi thứ nó đều lớn hơn, phức tạp hơn. Và
Cho Linh hỏi chi tiết một tí nha rồi Tuấn Anh. Nếu mà tại vì cái này Linh nghĩ là một cái vấn đề mà Linh cũng đang đang bị gặp phải và cũng nghĩ là nhiều người khác đang gặp phải, là làm thế nào để cho mình có thể tin được các bạn trong nhóm của mình, bởi vì mình muốn mình tuyển họ vô, mình muốn họ làm, như có lúc đó mình cảm thấy là ok, có thể là tôi làm sẽ nhanh hơn, à, có thể là tôi làm sẽ được hơn, mình không cần phải điều chỉnh nhiều quá. Thì Tuấn Anh đã tạo ra những cái quy trình gì, hoặc là có những cái mẹo để cho mình hiểu biết là cách để cho mình có thể tăng trưởng khá nhanh như vậy và cũng giúp giữ được chất lượng trong công việc? Thực ra nếu mà trải nghiệm cá nhân của em thì có thể nó hơi đặc thù một chút xíu, là tại vì cái thời gian ngay ban đầu mà công ty dành dành tức là cá nhân em dành rất nhiều thời gian, cái thứ nhất là tuyển dụng mà tuyển dụng đúng người, thì những người đó nếu mà mình tuyển ngay từ đầu mà nó phù hợp với cái văn hóa và cái cách là muốn xây dựng cái cách làm việc, những cái cá tính, thì nếu mà những người đó là những người phù hợp rồi thì nó sẽ dễ hơn ở thời điểm ban đầu. Thật ra hiện tại nó vẫn sẽ dễ hơn, và thật ra đối với Shopee ở Việt Nam thì những cái đội ngũ chính này 5 6 năm về trước nó vẫn còn ở đây, thì những người chủ chốt vẫn còn, đại đa số vẫn còn ở đây. Thì cái con người là cái quan trọng. Cái thứ hai là mọi phải suy nghĩ rất kỹ về cái cấu trúc làm việc trong công ty, thì cái này nó sẽ mọi người mình hay nói là org structure, tức là cái org structure đó. Nhưng mà cái đó thật ra nói dễ nhưng làm rất khó, tại vì mình đang tác động đến những đầu công việc và những cái con người ở trong công ty. Thì thật ra trong một doanh nghiệp tài chính á, thì tính toán được, marketing có thể thử được, vận hành thì có thể nhìn số mà làm được, chứ con người thì nó khó hơn, tại vì mình liên quan đến một cái gì đó, một cái mảng của nhân sự, một cái mảng của một cái doanh nghiệp mà bản chất là nó rất khó để mà có thể tính toán cách chi tiết bằng Excel. Thì cái này Thì cho nó Linh hỏi, nếu rồi nếu mà như vậy đó, vậy thì Tuấn Anh sẽ chọn, hay là chọn là một người mình sẽ phù hợp với cá tính hơn, hay là mình sẽ chọn một người rất giỏi về cái chuyên môn của họ? Nếu mình mà cần mình được chọn cả một trong hai, là mình sẽ đi cả hai hơi hai. khó ha, nếu mà mình chỉ được Mình chọn tùy một cái tùy thôi. tùy tùy vào cái công việc. Ví dụ như bạn cần một người chuyên về tech thì đương nhiên cái chất lượng của một người là về 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 kỹ thuật. Thì cái kỹ thuật, ví dụ như bạn mà biên một cái product thì cái người kỹ thuật rất là khó để mà kiếm. Thực ra cái đó là một cái kỹ năng trên toàn cầu, cái người về product nó thực sự giỏi rất là khó, thì cái kỹ năng đương nhiên là quan trọng. Nhưng mà nó giống như một đội tuyển bóng đá vậy, nếu mà bạn có một siêu sao nhưng nguyên cái bộ máy nó không chạy ổn thì không không rất khó để mà thắng được. Thì nếu mà hỏi chọn giữa một thứ hai thì thật ra nó không có một cái gì gọi là cái định luật nhất định là như thế nào cả, nó là phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn ngay thời điểm đó, cái vấn đề bức thiết của công việc và cái sự quan trọng của công việc đó. Thì có nhiều khi mình phải trong ngắn hạn phải chọn giữa một trong hai, nhưng mà về dài hạn không nên có những cái lựa chọn như vậy, mà nó phải có cả hai. Tại vì một người mà có tâm nhưng không có tầm thì cũng chết cho mình, mà một người có tầm mà không có tâm cũng chết cho mình, thì hai cái đó đều rất là nguy hiểm. Thì nó không có một định luật đơn giản gì cả. Thì hồi nãy chị Linh cũng có hỏi là mình phân quyền và chuyển thế nào, thì cái nguy hiểm của công việc, nhất là một người startup, là cái gì cũng ôm, rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là vì không có scale được. Cái scale đây có nghĩa là nếu mà bạn một con người ta chỉ có thể làm được bao nhiêu việc trong một ngày thôi, thì nếu mà bạn không tận dụng được cái khả năng của những người xung quanh mình để làm những việc mình cần làm thì mình không bao giờ scale được, tại vì không bao giờ làm được. Thì mình nghĩ cái đó là cái nhìn dài hạn. Rồi mình bình thường những người làm business, nhất là về kiểu startup ban đầu, là ngắn, rồi nhìn được ngắn hạn làm sao để vài tháng vài tháng vài tháng. Còn nếu mà nhìn về rộng hơn thì những vài năm, thì bây giờ nếu mà bạn nhận một đội ngũ bằng đầy người và chất lượng như thế này thì bạn phải đầu tư ngay từ bây giờ. Và nếu mà bạn tuyển một người vào có thể giỏi nhưng mà họ cũng sẽ mất một thời gian, có khi 1 năm 2 năm họ mới thích nghi được cái văn hóa của mình, thì phải đầu tư ngay từ bây giờ. Thì em nghĩ nhân sự về bản chất nó là gọi là nguồn nhân lực, mà nó cần một cái sự đầu tư nghiêm túc, như là mình đầu tư tiền vậy, cũng có ROI, cũng có return, mình phải đo đạc được và mình có thể hiểu được là à, đối với những người này mình nên đầu tư. Tại vì nhân sự em nghĩ nên 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 thành thật là một số bạn mình cần đầu tư, và đầu tư có thể là có một cái kết quả. Một số bạn mình có đầu tư thì ra cũng rất là khó cho chính họ, cho chính mình. Và một số người là mình phải nhập khẩu, là phải lấy từ bên ngoài đem vào. Thì cái đó là cái bài toán mà tùy giai Hay. đoạn, tùy giai đoạn, tùy cái nhu cầu của công ty và tùy vào cái doanh nghiệp đó, thì nó nên là một cái quyết định rõ ràng về công bằng cho tất cả mọi người. Thì khá hay. Vậy cảm thấy Tuấn Anh là một người nhìn lâu dài được, à, và mình có thể chuẩn bị trước. Nghĩa là khi mình tuyển người, mình có thể xem là nếu mà họ thiếu kỹ năng thì mình sẽ huấn luyện họ. Nếu mà họ không hiểu biết về văn hóa thì mình sẽ kiên nhẫn và mình sẽ
giúp họ hiểu biết về cái văn hóa công ty. Thì nói về nhìn lâu dài thì Linh cũng biết được là Tuấn Anh cũng rất là thích cái môn chạy marathon và những cái môn thể thao dài khác. Thì cho Linh hiểu, theo Linh hiểu là với những cái môn này là một trong những cái điểm chính là mình phải có cái tinh kỷ luật. Thì Tuấn Anh có thể chia sẻ một vài cái mẹo để cho mình hiểu cái cách để cho Tuấn Anh có thể duy trì những cái kỷ luật này, nhất là khi mình có một công việc mà đòi hỏi rất nhiều và đồng thời cũng có gia đình với hai đứa bé nhỏ, thì thế nào để cho mình có thể tập trung vào những cái môn thể thao này? Em nghĩ ông bà có câu là dục tốc bất đạt mà. Thì một số những cái môn, thực ra trong thành công về bất cứ một cái gì đó, nó bình thường nó không có đường tắt, thì mọi người Việt Nam hay có cái nghĩ là đi tắt bắt đầu. Em không nghĩ đó là đúng. Thành công thật không có đường tắt và cũng không có đường, nó không có đường thẳng luôn, có nhiều khi nó rất là lòng vòng. Thì em nghĩ trong trong thể thao, với như làm một 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 chạy như trail run hoặc là marathon á, về bản chất á, một người có thể chạy đến cái ngưỡng khoảng 10 đến 21, nhưng mà nếu bạn chạy đến 42 hoặc 70 hay 100 á, thì không tập thì Cây không số phải không? à, đúng là cái số, thì không tập không làm được. Tức là về bản chất có một số thứ là bạn không phải bạn muốn làm là bạn làm được, mà bạn phải tập, và tập á, thì không phải tập nhanh được. Tức là nó một cái, nó còn là một cái sự bền bỉ. Người ta nói là một người tập rất là nặng trong vòng 2 tiếng không tốt bằng một người tập 15 phút nhưng mà ngày nào cũng tập trong vòng 1 tuần. Tức là cái accumulation, cái sự tổng hợp của những cái công sức của mình đầu tư trong thời gian, nó sẽ là, tức là mình tắt từng cục gạch một. Thì cái môn này nó giúp em, thứ nhất là một cái cách để mình giảm stress, tại vì em đi thì em tập cái này em tập một mình, đó là thời gian của riêng mình. Tức là chạy, bơi, đạp hoặc là boxing, tất cả môn đó thì em tập một mình hết, hoặc là có một mình với lại người người trainer thôi, chứ không có tập với người khác. Tức là thời gian của riêng mình, thì nó làm cho mình thời gian để mình suy nghĩ. Cái thứ hai là nó làm mình mệt về về cơ thể, nhưng mà nó lại khỏe về đầu óc. Tức là nó tạo ra endorphin mà, cái khi mình tập thể thao nhiều hơn thì cái năng lượng của mình sẽ tốt hơn và mình sẽ khỏe hơn. Thì có nhiều khi ở trong công việc phải thức khuya thức hôm, hoặc là 3 4 ngày không không nghỉ ngơi nhiều, hoặc là căng thẳng rất là nhiều, thì cái sự bền bỉ mình đã tập được trong thể thao nó sẽ giúp cho mình cái đó rất là nhiều hơn. Và một phần nữa là cái môn này là cái môn về KPI, tức là bạn thấy rất là rõ kết quả. Thì em sẽ đo được nhịp tim, em sẽ đo được nhịp thở, rồi những cái cuộc thi đua mình sẽ thấy được là KPI là tháng trước 21 cây, lần trước mình chạy là 2 tiếng 10 phút, thì bây giờ mình chạy xuống còn 2 tiếng, xong còn 1 tiếng 50, cái 1 tiếng 45, 1 tiếng 30. Tức là nó có một cái KPI rất là cụ thể, và bạn muốn rút ngắn cái thời gian đó thì không một cách nào khác là bạn phải tập tập rồi ăn uống đầy đủ, rồi nghỉ ngơi tốt, thì nó sẽ giúp cho mình có một cái kỷ luật. Thì như hiện tại em chia sẻ với chị là một ngày em đều có tập cả và đều có coach cho từng bộ môn, rồi mình dành thời gian cho nó, có bận hay không thì vẫn tập. Thế là một cái bắt buộc vào buổi sáng. Thì như vậy thì trong ngày nó có một cái, nó vào một cái routine. Thì người ta nói cái thói quen bình thường là sẽ mất 2 tuần để bắt đầu, mất 2 tháng để giữ, thì mất 1 tuần để mất đi thôi. Thì mình ráng để 2 tuần là bắt buộc phải đúng cái nguồn, là 6 giờ dậy để 6 giờ dậy, hay là 5 giờ dậy là 5 giờ dậy, bắt buộc. Sau đấy giữ được đó 2 tuần thì nó vô cái nguồn, thì cái nguồn nó mất 2 tháng để giữ. Thì và nếu mà không cẩn thận thì 1 tuần sau đã mất rồi, thì mình không bao giờ mất cả, thì lúc nào nó phải giữ lại như vậy. Thì em làm cái này cũng được đã nhiều năm rồi, thì nó ra một cái guồng, nó sẽ tốt hơn. Thì thôi thiết lập thói quen thôi, em không nghĩ nó quá khó, nhưng mà phần lớn là tâm lý nhiều hơn. Hay hay thì nghĩa là mình phải đặt KPI cho bản thân, và những cái KPI đó nó sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục, và sau đó mình phải tạo những cái thói quen để cho cái cơ thể của mình nó chỉ tự động thức dậy là làm. Thì cho Linh hỏi tiếp đó là vậy Tuấn Anh có dùng cà phê hay là dùng cái gì khác để cho mình có thêm năng lượng không? Tại vì động lực đó là những thứ mình có thể ok mình sẽ tạo những cái thói quen để cho mình có cái động lực, nhưng sau đó có thể là mình không có đủ năng lượng tại vì mình đã thiếu ngủ, mình đã quá stress gì đó. Thì không biết là Tuấn Anh dùng những cái gì khác để cho giữ cái năng lượng của mình. Em có 2 thứ em ráng control, một là để thức ăn, tức là nhập khẩu, còn em không uống cà phê, muốn dùng không dùng caffeine, không uống coca, không uống cà phê, không uống trà. Vậy thì cái này không phải là mình cố gắng, mà từ từ nhỏ đến lớn không bao giờ uống cà phê cả. Mình là người từ Seattle ra, người ta uống cà phê nhưng mình không uống cà phê. Và không không được ngoại chất, thì em nghĩ đã qua được những cuộc sống của consulting, đã qua được những cuộc sống của investment management, và đã qua được shopping vẫn không nhiều cà phê, thì bây giờ mình chẳng có lý do để bắt đầu. Em nghĩ cái kỷ luật thôi, mình có sự thì qua thời gian nó sẽ xây dựng được. Ok, chị cảm thấy là nhưng ok định dừng ngay đây, nhưng cũng phải hỏi thêm một câu. Cái từ kỷ luật của Tuấn Anh nói giống như là rất là dễ đi,
Nhưng Linh thấy là với Linh và cũng với phần lớn mọi người khác là rất khó để cho mình những cái kỷ lục đó. Thì không biết là làm thế nào để cho mình có thể cố gắng duy trì nó, bởi vì trong lúc mà mình đang tạo thói quen, và giống như Tuấn Anh nói, rất là dễ để bị mất cái thói quen mình đã xây dựng nó trong nhiều tháng rồi, sau đó trong vài ngày mình đã bị mất. Thì không biết thế nào để cho mình có thể tiếp tục cái kỷ lục đó. Cái này em chỉ là chịu lựa chọn của từng cá nhân thôi. Em lấy ví dụ là em không có đi ăn với bạn bè. Đây, tức là trong cuộc sống mình sẽ chọn được một số thứ, là em sẽ chọn công việc, buổi sáng lúc nào cũng tập thể dục, em không có ăn sáng với đối tác của buổi sáng, em cũng không rất ít ăn tối với đối tác, em lúc nào cũng ăn trưa, nếu có làm việc với đối tác chỉ làm ăn trưa thôi. Thì là một cái lựa chọn của chính mình, nó là đây là cái thời gian của mình đây là cách phân bổ. Rồi những cái gì là bắt buộc, là ví dụ như là mỗi buổi tối em đều bắt buộc phải đọc sách cho tụi nhỏ trước khi tụi nó đi ngủ, thì bắt buộc kiểu gì cũng làm cái đó. Mình bắt buộc mình buổi sáng phải tập thì bắt buộc. Thì bây giờ nếu mà đó là hai ba cái bắt buộc thì mình sắp xếp tất cả những thứ khác nó xoay quanh những cái đó, rồi rồi từ từ mình ấy thôi. Đương nhiên là có một số thời gian là sẽ nghĩ là có một tuần có thể là sẽ không đọc sách cho tụi nhỏ, tại vì cái tuần đó ở công việc nó đang làm budget thì căng thẳng về strategy cái gì đó thì mình phải tập trung vào đó. Nhưng mà về về trên trên trung bình thì nó có một cái lịch rõ ràng, và một số những cái mốc mình không không dời nó đi. Còn những thứ khác đó thì mình có thể xoay quần và lựa chọn thôi. Bây giờ muốn ngủ nhiều thì không làm việc được nhiều, muốn chơi nhiều thì không được làm gì khác, thì em không đi bar, em không đi club, em không có đi ăn với bạn bè, ít, không phải là không thì không đúng nhưng mà ít, nhưng mà mình tập trung vào những cái mình thích thôi. Còn còn nếu mà cái gì cũng muốn làm thì không bao giờ làm cái gì tốt được, em nghĩ như vậy. Thì thà tập trung sẽ tốt hơn, cái chất lượng lúc nào cũng nhiều hơn số lượng. Em thấy có nhiều bạn trẻ mà hồi xưa lúc trẻ em cũng làm mà làm nhiều thứ quá, cứ làm tùm lum thứ rồi thực ra không có gì mình đi sâu được. Thì mình nên tập trung lại những cái thật sự quan trọng, mình tập trung cái đó trước, rồi rồi mình giải những cái bài toán sau khác sau. Khá hay, khá hay. Vậy tóm tắt lại một chút về hôm nay, nghĩa là để cho mình có thể duy trì với một công ty đang phát triển, với cá nhân của mình muốn đang phát triển gì đó, thì mình phải suy nghĩ là lâu dài. Và sau khi mình suy nghĩ lâu dài là mình phải kỷ luật để thực hiện lên tất cả những cái KPI mà mình đã đặt cho bản thân. Và sau đó nữa mình phải cố gắng tạo những cái thói quen để khi mà mình cứ cần thể hiện là cơ thể của mình cứ tự động sẽ đi làm. Rồi sau đó nữa đó là cái điểm chính mà Linh thấy khá quan trọng đó là Tuấn Anh phải lựa chọn. Bây giờ Tuấn Anh khuyên đó là bạn nên lựa chọn những gì mình muốn trong cuộc sống. Nếu mình rất là rõ ràng mình muốn A, B và C thì mình sẽ thay đổi những gì khác xung quanh những cái A, B, C đó để cho mình có thể đạt được những cái điểm đó. Thì cái này có nghĩa là bạn có thể cần phải bỏ lơ một vài thứ khác. Nhưng có thể là trong thời gian ngắn hạn mình sẽ tập trung vào A, B, C. Rồi trong thời gian lâu dài mình có thể làm là D, E, F gì đó. Thì nói chung là bạn có thể lựa chọn. Và cái này là cái điều rất là quan trọng để cho bạn có thể giữ cái kỷ lục để cho mình đạt được tất cả những cái gì mình muốn. Thì hôm nay Linh rất là cảm ơn Tuấn Anh. Và cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với Tuấn Anh và Linh. Bye bye nha.